khảo sát trên trang giacafe.com vào lúc 6 giờ 10, giá cà phê hôm nay tăng 100 đồng trên 1 kg. Ghi nhận cho thấy các địa phương đang thu mua cà phê với mức giá trong khoảng từ 50.500 đồng đến 51.000 đồng trên 1 kg. Trong đó, tỉnh Lâm Đồng có mức giá thấp nhất là 50.500 đồng trên 1 kg. Kế đến là hai tỉnh Đắk Nông và Gia Lai với 50.900 đồng trên 1 kg. Cùng thời điểm khảo sát, tỉnh Đắk Lắk giao dịch ở mức 51.000 đồng trên 1 kg, cao nhất trong các địa phương được khảo sát. Bộ trưởng Nông nghiệp của 5 nước thành viên Liên minh châu Âu EU là Ba Lan, Hungary, Slovakia, Romania và Bulgaria đã gửi một bức thư chung tới Ủy ban châu Âu, trong đó yêu cầu mở rộng danh sách các sản phẩm của Ukraine bị cấm nhập khẩu vào các nước này. Các bộ trưởng ra thông báo, chúng tôi, Bộ trưởng Nông nghiệp của Bulgaria, Hungary, Ba Lan, Romania và Slovakia, một lần nữa muốn lưu ý việc nhập khẩu nông sản ngày càng tăng từ Ukraine. Điều này đang gây ra sự gián đoạn thị trường nghiêm trọng và thiệt hại cho các nhà sản xuất nông nghiệp của EU, đặc biệt là các quốc gia thành viên giáp Ukraine hoặc nằm gần nước này. Theo các bộ trưởng, vấn đề này đã được nêu ra nhiều lần nhưng chưa được giải quyết thỏa đáng. Họ nhấn mạnh rằng không thể chấp nhận tình huống trong đó toàn bộ gánh nặng nhập khẩu gia tăng chỉ đổ lên vai một số quốc gia thành viên EU. Theo Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản VASEP, xuất khẩu tôm trong 3 tháng đầu năm 2023 đạt 600 triệu đô la Mỹ, giảm 37%. Hầu hết các thị trường chính đồng loạt giảm hai con số trong giai đoạn này. Cụ thể, xuất khẩu tôm sang thị trường Nhật Bản đạt khoảng 105 triệu đô la Mỹ, giảm 29% so với cùng kỳ năm 2022. Thị trường Hoa Kỳ ước khoảng 104 triệu đô la Mỹ, giảm 46%. Thị trường EU khoảng 89 triệu đô la Mỹ, giảm 44%. Thị trường Hàn Quốc 78 triệu đô la Mỹ, giảm 25%. Trong cơ cấu sản phẩm tôm xuất khẩu, giá trị tôm chân trắng đạt 451 triệu đô la Mỹ, giảm 38% so với cùng kỳ năm 2022. Giá trị xuất khẩu tôm sú đạt 83 triệu đô la Mỹ, giảm 34%. Trong khuôn khổ chương trình xúc tiến thương mại quốc gia 2023, Hiệp hội Cao su Việt Nam đã phối hợp với Thương vụ Việt Nam tại Đức tổ chức các chương trình giao thương xúc tiến thương mại cho đoàn doanh nghiệp cao su Việt Nam tại Đức từ ngày 20 đến ngày 27 tháng 4 năm 2023. Ngày 1 tháng 4, tại trụ sở Đại sứ quán Việt Nam ở Đức, chương trình giao thương kết nối doanh nghiệp đã được tổ chức thành công với sự tham dự của Đại sứ Vũ Quang Minh, ông Nguyễn Mạnh Hải, tham tán phụ trách bộ phận đầu tư Đại sứ quán Việt Nam, bà Đỗ Việt Hà, đại diện Thương vụ Việt Nam, Ngô Nhà Đức, điều chuyện hào, cùng đại diện các doanh nghiệp Đức như Weber & Strauer GmbH, Blickley Zader, Zulen GmbH, VLK Europa Consul GmbH, GLB Germany GmbH và 15 doanh nghiệp xuất khẩu cao su uy tín của Việt Nam.